Việt Nam rè chừng, màn ngược dòng của Malaysia trên sân nhà Bukit Jalil với thắng lợi 2, một trước Thái Lan, đã tạo nên cục diện hấp dẫn cho bảng G vòng loại World Cup 2022, ASEAN Cup 2023, đánh bại Thái Lan. Malaysia có cùng 6 điểm với UAE, đối thủ vốn là hạt giống số 1 trong bảng. Hiện tại, sau hai chiến thắng và hai thất bại, Malaysia cũng chỉ ít hơn Thái Lan đúng một điểm. Như vậy, với việc tuyển Việt Nam đánh bại UAE, trong khi Malaysia hạ Thái Lan, bảng G trở nên cân bằng và khó lường trước kịch bản. Khi khoảng cách giữa Thái Lan, UAE và Malaysia chỉ là một điểm, mọi thứ có thể biến động mạnh hơn nữa sau lượt trận tối thứ ba tới, 19 tháng 11. Trong khi Thái Lan có chuyến làm khách trước đội tuyển Việt Nam, thì Malaysia tiếp Indonesia trên sân nhà Bukit Jalil. Có thể nói, cơ hội để Malaysia giành chọn 3 điểm trước Indonesia là rất lớn. Indonesia đang khủng hoảng nặng nề, với 14 bàn thua sau 4 trận đấu rất khó để đội bóng xứ vạn đảo có thể giành điểm khi đến Kuala Lumpur. Khả năng Malaysia giành chiến thắng trước Indonesia là rất lớn. Khi ấy, đội quân của ông Tan Cheng Hue có thể vươn lên nhì bảng G. Việt Nam đang có lợi thế về điểm số. Dù vậy, đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo còn trận đấu với Thái Lan, cũng như hai chuyến làm khách trước Malaysia và UAE.